dự với chương trình lễ hội ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu. Đại biểu xã Xuân Nộn xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Lý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Ngô Văn Hanh, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Tô Văn Ngọc, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Phong Anh, Đảng ủy viên, cán bộ công chức văn hóa. Đại biểu Anh Cả Bắc Cầu xin được trân trọng giới thiệu đại diện bà Nguyễn Thị Thân, Bí thư chi bộ, quê hương Anh Cả Bắc Cầu. Đại biểu Thôn Lương Quy xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Đáp, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thế Thấu, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn. Cùng các đồng chí trong chi ủy, ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể, cùng hai giới các cụ và toàn thể nhân dân, quý khách thập phương và các thành viên câu lạc bộ kéo lửa nấu cơm thi thôn Lương Quy. Về dự và đưa tin cho lễ hội ngày hôm nay, ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu của các phóng viên, biên tập viên của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh, Đài Phát thanh xã Xuân Nộn, trang Đông Anh News và sự hiện diện đông đảo của toàn thể bà con nhân dân và quý khách thập phương. Một lần nữa chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thế Thấu, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn lên phát biểu khai mạc và tóm tắt về giá trị của lễ hội kéo lửa nấu cơm thi thôn Lương Quy. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và quý khách thập phương, thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội là một làng quê ngoại thành giàu truyền thống cách mạng và văn hóa. Cũng như bao làng quê Việt Nam khác, thôn Lương Quy luôn giữ gìn và phát huy những bộ môn văn hóa truyền thống của quê hương và dân tộc, đó là môn tuồng cổ và lễ hội rước ông bẹo, giã bánh dày, kéo lửa nấu cơm thi. Kính thưa các quý vị, làng Lương Quy cổ xưa đã nổi tiếng là vùng đất Long Quy Xà, vì thế làng có tên nôm gọi là Kim Quy. Đầu thế kỷ thứ 19 có đổi là Lương Quy và giữ nguyên tên gọi cho đến nay. Đình làng Lương Quy tọa lạc trên khu đất cao phía tây của làng, ngược dòng lịch sử hơn 2.000 năm trước vào thời Hùng Huệ Vương, tức thời Hùng Vương thứ 5, có bà Trần Thị Phương là người đoan trang, đức hạnh, sống ở Trang Đại Lâm, huyện Vũ Giàng, vùng đất Cổ Linh. Bà Mộ Đạo Phật có một lần nằm mộng sinh hạ được ba quý nhân giúp nước. Một lần du ngoại đến vùng đất Lương Quy, huyện Đông Ngàn, bà Trần Thị Phương sinh hạ được một bọc có ba người con trai, thiên tứ khác lạ, tướng mạo kỳ khôi. Bà liền đặt tên cho ba người con là Thống, Duy, Giang. Bản Trang Kim Quy được tinh thần báo mộng đã mang bốn mẹ con bà Trần Thị Phương về nuôi dưỡng. Lớn lên họ đều là những trang anh tài, tinh thông võ nghệ, đi thi được nhà vua trọng dụng, phong chức quan hiệu ý cho trị nhậm ở vùng đất Đông Ngàn. Đến thời Hùng Vương thứ 6, nước ta bị họa xâm lược của nhà Ân, nhân dân lầm than cực khổ. Vua Hùng cho sứ giả mời Phù Đổng ra giúp nước. Vua đã triệu ba ngài hiệu ý đem binh mã về làm tả tướng. Phụ lão và nhân dân Trang Kim Quy làm theo. Thần ba ngài cùng Phù Đổng Thiên Vương về đánh tan giặc Ân, lập công lớn, đất nước được thanh bình. Ba ngài được vua giao trị nhậm và phong thưởng thực ấp tại Đông Ngàn. Ba ngài dựng doanh trại ở Trang Kim Quy, nơi đây là làm thực ấp và sinh thần thờ cúng về sau. Trong yến tiệc mừng cùng phụ lão và nhân dân Kim Quy, bỗng có một đám mây vàng xuất hiện, trời bỗng dưng tối sầm, ba ngài hóa mất. Hôm đó là ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch, dân làng vội tấu biểu lên vua. Vua cử sứ giả về tế lễ và giao cho Trang Kim Quy phụng thờ ba ngài nằm thành hoàng mãi về sau. Để ghi nhận công tích của các vị tiên liệt, hàng năm nhân dân thôn Lương Quy tổ chức lễ hội vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 2 âm lịch hàng năm nhằm diễn lại tích mở tiệc khao quân trước khi thánh giáng đánh đuổi giặc Ân của làng Lương Quy.
ngoài nghi lễ tế thánh của quan viên, đảng Lương Quy tổ chức lễ hội rước ông Bẹo, giã bánh dày. Và lễ hội kéo lửa thổi cơm thi, lễ hội mang đậm nét văn hóa cổ truyền mà ít nơi còn được giữ nguyên vẹn cho các tình tiết hội. Các diễn sướng dân gian, các trò diễn như múa cờ thần, kiếm thần, tem trầu cánh phượng, chạy thi lấy tẻ, lấy nước, giã gạo, kéo lửa, bắt gà, mổ gà làm lễ, lấu cơm thi, lấu cơm vừa đi vừa lấu và vừa lắm. Trong đó đỉnh cao là sự ly kỳ của trò diễn thi kéo lửa. Toàn thể lễ hội diễn ra một chu trình khẩn trương nhưng chính xác đến từng chi tiết, từng động tác, tạo lên một lễ hội có sức sống trường tồn trong nhân gian. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và khách thập phương, suốt trong những năm đổi mới, nhân dân thôn Lương Quy cùng toàn đảng, toàn dân chung tay xây dựng đời sống, xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu và lương cao đặc biệt là thời điểm này phấn đấu khẩn trương hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng xã thành phường Đông Anh Thạch Quận, xây dựng quê hương thôn Lương Quy thành miền quê chủ phú để dân khang vật thịnh, xứng danh là quê hương anh hùng giàu văn minh. Hôm nay ngày 25 tháng 2 năm 2023, tức ngày mùng 6 tháng 2 Xuân Quý Mão, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân xã Xuân Lộ, sự quan tâm chỉ đạo của chi ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận, ban lãnh đạo thôn Lương Quy tổ chức lễ hội truyền thống nhằm tri ân đến các vị tiên liệt. Với ý nghĩa đó, tôi xin được thay mặt các đồng chí lãnh đạo thôn Lương Quy, thay mặt ban tổ chức lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023, long trọng tuyên bố khai mạc lễ hội kéo lửa nấu cơm thi năm 2023. Xin kính chúc các quý vị đại biểu và nhân dân cùng quý khách thập phương dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc cho lễ hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thế Thấu, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện anh cả Bắc Cầu, bà Nguyễn Thị Thân, Bí thư Chi bộ sẽ lên phát biểu. Xin được trân trọng kính mời bà. Đình làng Lương Quy, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa quý khách thập phương về dự lễ hội, kính thưa các cụ cao niên trong làng, kính thưa toàn thể nhân dân, hội làng như một mạch nước ngầm xuyên thời gian bừng chảy trong đời sống vật chất, tinh thần và tâm linh người Việt. Vào những ngày này hàng năm, khi mùa xuân về, hoa đào nở, đất trời giao hòa, thiên nhiên tươi tốt, lòng người hân hoan, hồ hởi, rạng rỡ. Đình làng Lương Quy lại tưng bừng mở hội để tưởng nhớ, tỏ lòng, tri ân công đức của tam vị đại vương thành hoàng làng. Nhất thống đại vương, nhị duy đại vương, tam giang đại vương. Với cộng đồng dân cư và tôn vinh những giá trị văn hóa, dân gian thông qua các hoạt động tín ngưỡng của lễ hội thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Nhận lời mời của anh cả Lương Quy, hôm nay đoàn đại biểu Bắc Cầu chúng em long trọng về dự lễ dâng hương tưởng nhớ tam vị đại vương, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà người người mạnh khỏe, an khang hạnh phúc. Nhân dịp đầu xuân năm mới, đoàn Bắc Cầu chúng em gửi lời xin kính chúc tới quý vị đại biểu, khách quý, khách thập phương, các cụ cao niên cùng toàn thể nhân dân năm mới mạnh khỏe, an khang và thành công. Kính thưa lễ hội, tình kết nghĩa anh em giữa thôn Lương Quy và thôn Bắc Cầu đã có từ bao đời nay, thế hệ chúng ta có trách nhiệm kế thừa và phát huy nét đẹp truyền thống này nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết,
trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Đây là truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai làng Lương Quy và Bắc Cầu, đồng thời cũng là sự thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúc cho tình nghĩa, tình kết nghĩa anh em giữa hai thôn mãi mãi bền chặt. Hôm nay, trong không khí tưng bừng của ngày hội, cũng là lúc sắc đào của mùa xuân vẫn còn ở lại. Nhân dịp 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, về dự lễ hội, chúng em đoàn Bắc Cầu rất vui mừng và cảm kích trước sự thay đổi hàng ngày của nhân dân làng Lương Quy. Đường làng, ngõ xóm được khang trang sạch đẹp, đình, chùa được tu bổ đến nơi đến chốn, tạo khung cảnh văn hóa tâm linh tôn nghiêm và tráng lệ. Cơ sở hạ tầng phát triển, sân chơi, khu thể thao giải trí được đầu tư, bộ mặt đổi mới của đời sống văn hóa, dân cư nông thôn mới phát triển. Một lần nữa, chúng em đoàn Bắc Cầu xin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nghĩa tình của anh cả Lương Quy. Chúc cho cán bộ và nhân dân thôn Lương Quy tiếp tục tinh thần đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương hạnh phúc và phát triển. Chúc cho lễ hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Thân, Bí thư chi bộ, đại diện đoàn anh cả Bắc Cầu. Và kính thưa toàn quý vị, ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Ngô Văn Đáp, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, sẽ có đôi lời đáp từ. Xin được trân trọng kính mời ông. Tam vị đại vương thành hoàng làng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa đoàn anh cả Bắc Cầu, thưa hai giới các cụ, thưa toàn thể nhân dân. Hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về, khi trời đất giao hòa, thiên nhiên tươi tốt, ngàn hoa đua lở tỏa hương, đất trời như trẻ lại trong sắc lá lon tơ dưới ánh nắng tươi hồng của mùa xuân, làm rạo rực lòng người. Nhân dân thôn Lương Quy lại hân hoan tổ chức ngày lễ làng truyền thống của quê hương vào ngày mùng 5, mùng 6 tháng 2 âm lịch. Trong không khí hân hoan phấn khởi, quê hương Lương Quy lại vinh dự được đón tiếp các vị khách quý và anh cả Bắc Cầu về dự ngày lễ làng truyền thống. Trước là thỉnh kính dâng vật phẩm tri nghi, tế lễ tam vị đại vương thành hoàng làng và thăm quê hương em. Xin đại diện cho các đồng chí lãnh đạo và nhân dân thôn Lương Quy xin có lời kính chúc sức khỏe các vị khách quý cùng đoàn đại biểu anh cả Bắc Cầu. Qua các anh, xin gửi tới toàn thể nhân dân quê hương anh cả Bắc Cầu năm mới nhiều thắng lợi mới, thành công mới, luôn có sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý cát tường, hạnh phúc an khang thịnh vượng. Kính thưa các anh cả Bắc Cầu, từ xa xưa ông cha ta đã tạo dựng, vun đắp cây tình huynh đệ, nghĩa thủy chung son sắt, và từng ngày đang cho hoa thơm trái ngọt mà hai quê hương đang chung lưng lưu trân trọng. Nghĩa tình sâu nặng ấy không chỉ mang đậm nét văn nhân văn và mang nhiều vẻ đẹp, dựng lên một bức tranh tô thắm tình quê hương từ xa xưa luôn in sâu trong trái tim và tâm thức của mỗi người dân hai quê hương. Sự gắn kết bền chặt, sự gắn kết bền chặt giữa hai anh cả Bắc Cầu và anh cả Kim, có họa thì cùng chia, có phước thì cùng hưởng. Những thành quả quý báu ấy không có gì lay chuyển được, mà các thế hệ của hai quê hương đã dày công vun đắp và luôn luôn gìn giữ cho mãi mãi đời sau. Hôm nay về dự lễ làng và thăm quê hương em, anh cả lại có bài phát biểu
ca ngợi tình thủy chung son sắt, ca ngợi sự thay đổi diện mạo của quê hương Lương Quy. Anh cả về thăm quê hương em, về với lệ làng truyền thống, không chỉ là niềm vinh dự cho chúng em, mà còn là nguồn động viên cổ vũ không thể thiếu để cán bộ và nhân dân thôn Lương Quy chúng em tự tin vững bước trên những chặng đường phía trước. Trong lòng chúng em tràn ngập niềm vui mừng, phấn khởi, ánh mắt chúng em rạng ngời, nhìn thấy sự đổi mới, phát triển về mọi mặt, khu tâm linh đình làng được tôn tạo, đường làng ngõ xóm ngày một khang trang, sáng xanh, sạch đẹp. Có được những thành quả trên, xin thưa với anh cả Bắc Cầu, thưa các đồng chí lãnh đạo và toàn thể nhân dân, kết quả đó là do sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng của chi ủy đảng, ban lãnh đạo thôn, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể trong thôn, và đặc biệt là có sự chung tay xây dựng, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân đã tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng và chính quyền thôn, và không thể thiếu được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cái nhà hảo tâm, các quý khách thập phương đã phát tâm công đức, tiền của và vật chất để cho bộ mặt của thôn Lương Quy chúng em được khang trang tố hảo như hôm nay. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo và nhân dân thôn Lương Quy, em xin tiếp thu và ghi sâu từng ý từng lời bài phát biểu của anh cả Bắc Cầu nhân buổi lễ làng truyền thống thôn Lương Quy. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể nhân dân, các nhà hảo tâm, các quý khách thập phương đã dành tình cảm ưu ái, đã giúp đỡ địa phương Lương Quy trong nhiều năm qua, và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi tầng lớp nhân dân trong thôn, cũng như các nhà hảo tâm cùng quý khách thập phương trong những thời gian tiếp theo. Lễ hội của mùa xuân của lễ hội, trời đất giao hòa, nhà nhà hạnh phúc. Một lần nữa, em xin thay mặt nhân dân, anh cả Kim, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, kính chúc anh cả Bắc Cầu, kính chúc các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Võ Văn Đáp, Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Và chương trình lễ hội kéo lửa nấu cơm thi thôn Lương Quy năm 2023 chính thức bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa anh cả Bắc Cầu, kính thưa toàn thể nhân dân, về dự khai mạc lễ hội truyền thống thôn Lương Quy xuân Quý Mão năm 2023, câu lạc bộ trống nghệ thuật thôn Lương Quy với bài trống âm vang hùng thiêng sông núi, sáng tác kịch bản, đạo diễn chỉ huy bài trống nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật nghệ nhân Nguyễn Thế Lộc, nghệ nhân ưu tú Đức Bình vai Vua An Dương Vương, nghệ nhân ưu tú Hồng Bảy vai Mỹ Châu, nghệ nhân ưu tú Thúy Biểu vai A Kim cùng tập thể câu lạc bộ trống nghệ thuật thôn Lương Quy biểu diễn. Sau đây bài trống nghệ thuật xin phép được bắt đầu. Thank you.
Mỹ Châu con. Dạ thưa cha, cha con ta đã về tới Trang Kim Quy, nay là thôn Lương Quy, xã Xuân Lộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dạ thưa cha, nhớ lại thời khắc ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, khi vua cha cùng triều đình khi giặc ăn sang xâm chiếm nước ta, chúng đốt phá cửa nhà, giết hại dân lành, hoang dâm vô độ. Lúc ấy tại làng Phù Đồng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, có xuất hiện một chàng trai cao lớn lạ thường, tình nguyện đi giúp vua đánh giặc cứu nước, sau được suy tôn là thánh gióng. Lúc ấy khi đánh giặc Ân đi qua thì Lương Quy có 50 trai làng theo ông gióng đánh giặc. Sau chiến thắng giặc, ba chàng trai làng được triều đình phong tước Tam Vị Đức Đại Vương, hiệu là Nhất Viết Thống, Linh Thúy Trung Hương Đảng, Phổ Tế Linh Ứng, Đại Vương Duy Đảng Thần, Nhị Viết Duy, Linh Thúy Trung Ưng, Phổ Tế Linh Ứng, Đại Vương Trung Đảng Thần, Tam Viết Giang Chắc Vĩ Trung Hương Quảng, Phổ Tế Linh Ứng, Đại Vương Thưởng Trung Đặng Thần. Nhớ ơn công đức người dân Lương Quy, hàng năm thờ cúng. Nhớ ơn công đức ba vị Tam Đại Vương, thờ cúng hàng năm, tổ chức lễ hội trao quân. Nay là lễ hội kéo lửa thi nấu cơm dạ muôn tâu. Dạ bẩm đại vương ạ. Còn A Kim, có việc chi hãy bẩm tấu ta xem nào. Dạ, ngài nói khi ấy vào hồi Hùng Vệ Vương, đời Hùng Vương thứ 5, có bà Trần Thị Phương là người đoán trang đức hạnh. Bà mộ đạo Phật, và một đêm bà du ngoạn đến đất Lương Quy. Bà nằm mộng sinh hạ được ba quý nhân giúp nước, và một đêm bà sinh được ba người con trai tướng mạo kỳ khôi, trí tuệ khôi ngô. Bà đã được nhân dân Lương Quy giúp đỡ nuôi dạy ăn học võ nghệ kỳ tài, và bà ba ngày đã chọn 50 trai làng để rút thánh gióng đánh đuổi giặc Ân ra khỏi bờ cõi. Ngày nay nhân dân Lương Quy đã phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương Lương Quy anh hùng, giàu đẹp, văn minh. Dạ bẩm đại vương thưởng lạc bà. Vậy à, có điều chi hãy bẩm báo ta xem. Dạ bẩm đại vương. Hay lắm, ta biết nay trong những năm đổi mới, đặc biệt là thời điểm xây dựng xã Xuân Lộn thành phường, Lương Quy là một địa linh nhân kiệt, người dân hiếu học, trọng nghĩa, hiếu tài. Đúng là một vùng quê ngoại thành đầy tiềm năng và cách mạng văn hóa. Hát tuồng hay, múa giỏi, đã có đời tuồng hơn 100 năm tuổi và đã có 6 nghệ nhân ưu tú, gần 100 diễn viên qua các thế hệ. Có câu lạc bộ quân họ hát dân ca thật tài, lễ hội cao lửa lấu cơm thi, cả nước đều ngưỡng mộ. Đúng là một làng quê hiếm có, đã bảo tồn và phát huy nhiều di sản quý của quốc gia. Và lúc này đây, Lương Quy
đã đoàn kết trên dưới một lòng chung tay xây dựng đề án xã Xuân Nộn thành phường, huyện Đông Anh thành quận. Hạ tầng cơ sở tiếp tục được cải thiện và nâng cao, các công trình tâm linh ngày một tô hảo khang trang, quê hương Lương Quy đổi mới trở thành một vùng đất châu phú giàu đẹp và văn minh. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xuân Quý Mão, ta chúc cho cán bộ và nhân dân thôn Lương Quy dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an vui, nhà nào phúc ấy, làm ăn tấn tới, phát triển kinh tế gấp nhiều năm qua. Chúc cho quê hương Lương Quy cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, đa lộc đa tài đa phú quý, đắc thọ đắc vinh quang. Nào hỡi bà quân tướng sĩ, hãy nổi trống lên mừng quê hương Lương Quy mở hội. Nào hãy nổi trống lên, hãy nổi trống lên nào.
trống lên mừng ngày lễ hội lương quy quê ta. Nhân dân Thôn Long Quy năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc.
một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị đại biểu, toàn thể bà con nhân dân và quý khách thập phương. Xin được cảm ơn tiết mục khai mạc của câu lạc bộ Chúng Hội, câu lạc bộ Lân Sư Rồng thôn Lương Quy. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng về khu vực diễn ra chương trình hội thi kéo lửa nấu cơm thi. Và thay mặt cho ban tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, chúng ta sẽ cùng đứng dậy và di chuyển về khu vực sân khấu để ban tổ chức di chuyển bàn của ban tổ chức lên khu vực sân khấu và nhường vị trí biểu diễn cho các giáp. Xin mời hai giáp ở phía trên là giáp Tây, giáp Nam, chúng ta sẽ cùng di chuyển đội biểu diễn của mình về gần phía sân khấu hơn. We'll be right back.
sân một lượt đây này. Và đây, khẩn trương đi tốc độ nhanh, đây là đi thi rồi, khẩn trương lên nào, khẩn trương. Sau đây là phần thi chính thức để các giáp đều có lệnh để tham gia tiếp các một trò diễn tiếp theo. Sau đây mỗi giáp cử một thanh niên khỏe nhất, chạy nhanh nhất đến bàn giám khảo để định hướng chạy lấy thẻ. Xin mời ba chị trống. Tất cả các thanh niên đứng sau cái bàn của mình đi. Các giáp thành viên mình đứng sau bàn đi. Như vậy là chúng ta đã có lực lượng là không phải chỉ có bạn 4 giáp ở trong mà rất nhiều cổ động viên ở ngoài. Nào, chúng ta ôm tay vào bụng chào thân thiện giám khảo để giám khảo hướng dẫn chúng ta tiếp tục đi về phía huyện lý, chạy nhận thẻ của mình về đến đây. Chạy nhanh nhất, về nhanh nhất không đạt ở đâu cả. Giáp bác này lùi đi. Đứng ngồi sau bài bà cũng chơi coi lên một gì đấy.
giám khảo nhận nhiệm vụ. Nào mỗi giáp 3 người, mời cụ để hướng dẫn mà hai thân nữ được lên làm trầu dao nhỏ cái thứ để chúng ta làm. Vì những cái giáp này chúng ta chọn cái ba quả dao đẹp nhất, đổ mỗi quả thành 3 miếng, tức là 9 miếng dao. Sau đó chúng ta chọn lấy 3 miếng đẹp nhất trong 9 miếng để chúng ta thêm 3 miếng dao cánh phượng để làm ba góc của một đĩa lên ban giám khảo. Chúng ta tính điểm từ khi chúng ta nhận ra. Mặt trời mùa mùa đông ở khi mà buổi sáng mặt trời mọc là cái giáp ấy là giáp đầu tiên, đến giáp thứ hai là giáp tây mặt trời lặn, thứ ba là đông, thứ tư là quân sự nam. Đề nghị là các giáp lưu ý này, xếp thứ tự từ đầu rất lâu rồi, mọi người đừng nào khẩn trương lên, còn một giáp nữa được chưa? Đề nghị giám khảo nhắc khẩn trương ạ. Hiện nay thời tiết đang nắng quá rồi, tốc độ chúng ta khẩn trương lên ạ. Tiếp lệnh, giám đốc cái
để rất mất trật tự là cái tân dầu của mình che hết không có khán giả xem được cả. Đúng rồi, nhân ngày khán giả xem đi. Các sạc quẩy ra ngoài để khán giả bên ngoài xem bên nhà. Khán giả không vào trong sân đâu ạ. Nào các sạc đổ cao tân trầu đưa ra ngoài để khán giả xem. Giáp Tây, giáp Nam, giáp Tân hiện đây là trường anh. Các bạn đứng che hết cả. Đến đầm thắm miếng trầu đến cánh phượng sao mà đẹp. Muốn cái miếng trầu đẹp đòi hỏi người tiêm trầu phải chọn lá trầu thật xanh cao vừa tới hạn, vỏ đỏ đỏ tươi. Khi tiêm trầu không được xẻ dọc lá trầu mà cuộn lại tỉa xòe thành ra hai cánh, một ở trên một dưới như hai cánh chim đang múa. Dưới hai cánh cặp miếng câu cổ ba trắng ngần phần mỡ và đỏ tím của hạt câu. Những ngón tay con thả và các thôn nữ của quê hương nước mình chúng tôi đã tạo tạc ra những miếng trầu. Ngày xưa có câu trò miếng trầu là lời tỏ tình của đôi nữ. Trầu này trầu quế, trầu hồi, trầu loan, trầu phượng, trầu tôi, trầu mình. Trầu này trầu tính, trầu tình, trầu nhân, trầu ngãi, trầu mình, trầu ta. Trầu này đêm tối hôm qua giấu cha giữa mẹ, em ra mời chàng. Đấy là những tình yêu buôn thủa của đôi cha gái đứa đôi quê lương cư chúng tôi đã duy trì và tiếp tục nối nghiệp cha ông để giữ những vốn cổ. Và hiện nay chúng ta đang chứng kiến màn câu bổ ba tên cầu cánh phượng. Sau đây xin mời ba giáp cử cho ba phường đến giáp cử cho mỗi thanh niên khỏe của giáp mình để chạy đi lấy nước về lấy nước để nấu nước chuẩn bị cho cái trò tiếp theo. Nhanh lại các bạn ơi, thank you.
vào năm nào cũng vậy là phải hứa được, còn được chỉ là hai thôi. Khi có năm còn một đến năm thì còn ba, như vậy là năm nào cũng phải vỡ lọ với lý do là càng vội thì nó liên quan tới vấn đề là khi gửi nhanh càng nhanh càng đập lọ bỏ là phải đá. Nhưng bây giờ thì chúng tôi có một cái đèn là nghiêm cấm, nếu như giáp nào để vỡ lọ thì coi như 10 điểm của cái giáp ấy, không được điểm nào. Nếu chỉ vỡ lọ ra nó mất hết 10 điểm. Các ban giám khảo lưu ý, hai ban giám khảo Cụ Thịnh và Cụ Phong ở đây là sau khi về Cụ Phong cùng Cụ Thịnh là giám sát, không để cho ai làm hộ tất cả các trò diễn. Tại sao đây xin mời nghệ nhân ưu tú Đức Bình và cùng các giám khảo cùng các cùng cái đội viên thì chúng ta hát quan họ. Của ban tổ chức chúng ta lùi về sân khấu đây này. Toàn thể các quý khách thập phương chúng ta ở đứng trước cái ban ở trên cái biển biểu chúng ta lùi ra đi để có cái đất không gian cho các đội đi ạ. Xin bác kiểu chú lần hết vào đây rồi. Chúng ta ra hết đi không thể thật. Giám khảo cũng không được chỗ ngồi. Ôi, ôi, ra ngoài nhanh nhá. Thông báo rồi, xin mời ngoài ra ngoài đi. Cảm ơn các cô các bác đã đi về rất là chất lượng của lễ hội chúng tôi. Vẫn có thể cho các ca nghệ nhân mời người rơi. Cha này quý vậy người ơi, mỗi người mỗi chén cho chúng em vui lòng. Vâng, sau đây xin mời quý vị quý khách thập phương sẽ đến với câu hát mời nước mời trầu. Vâng, xin mời quý vị cùng đón.
hát mừng nước về chầu để cho thầy cho buổi ngày hôm nay cũng là chẳng mấy khi có cái đến trước nhà. Bác cùng quạt nước pha trà em mời người xây, quý lắm người ơi, mỗi người xây một chén cho chén bên mình lòng. Em muốn cho xúc cả đất liền đến quyền đỏ xa. Vâng, và sau đây xin được cảm ơn và đọc những danh sách của Giáp Nam, những gia đình đã tài trợ cho Giáp Nam. Vâng, ông bà Khánh Trường, Quán Tỉnh 50.000, bà Tơ Tròn ủng hộ 100.000, bà Hương Thoan 100.000, bà Lớn Lợi trợ có. Đấy bước để thịt gà tôi thấy là các giáp đi về trước sau các ban giám khảo đóng khảo đã chấm chính xác rồi, có những giáp cũng đã giáp từ đây đến đây nước đưa giáp từ đây đến nước thế này thì cũng mong là giám khảo chúng ta sẽ có cái phân định cụ thể để cho nó công bằng một chút. Chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Hiện nay ban giám khảo cũng đang chấm điểm, có thể nói là một chấm điểm cũng rất là chặt chẽ. Năm nay bên tổ công tác đưa ra một chấm điểm, chúng ta lưu ý chúng ta sẽ chấm từng phần một. Ví dụ tem chầu cánh phượng là chúng ta chấm cả 9 miếng chầu để sau này có cái tính tổng điểm. Nếu 9 chầu mà đều hơn thì điểm sẽ cao hơn, có 7 miếng đều nhau. Như vậy là chúng ta sẽ đây là điểm thưởng để sau này chúng ta sẽ củng cố. Cái thứ hai nữa là nước cũng vậy, nước về nhanh nhưng mà hết giờ hết nước thì cũng phải có tính điểm thế nào cho nó phù hợp. Sau đây là xin mời các giáp cử người lên lấy đầu vào để là chúng ta tiếp tục cuộc trò diễn giá gạo. Nào, các trai thanh thì không có nữ tú đâu. Trai thanh là ra sàng sảy, gần làm gì thì làm. Nhưng nghĩa là giá gạo có tỷ lệ rồi, 2 cân gà, 2 cân thóc thì được 1 cân 2 gạo. Nhưng mà chúng ta không thể rùa rã những tân tật đâu. 2 cân thóc chỉ thì lấy ít nhất là 2 cân gạo, như vậy 60%. Mà thường gạo là dừng 67%, đã giảm đi 7% rồi. Phần thứ hai, phần thứ hai nghe đây, chúng ta không được cố vấn làm thay cho giáp viên, không được thanh nữ làm thay giáp viên thì không được. Đề nghị hai cụ giám khảo, cụ Quang Phong và cụ Trần Thịnh lưu ý cho là chúng ta là giám khảo hiện trường thì hết sức là nhanh nhẹn nhạy bén, giáp nào có thẻ của giáp đó rồi, và không phải là giáp viên thì không được làm hộ. Thank you.
Nào lên đây lên nhận đi ạ. Lên gặp ban giám khảo để thống nhất việc làm và lên nhận nhiệm vụ đi ạ. Xin mời Đông Tây Nam Bắc chúng ta cử người lên nhận vào để trời gã gạo đây cả trường. Bắt đầu những tiết mục vừa hấp dẫn đến đây rồi. Sau gã gạo là kéo lửa, sau kéo lửa là thả ga. Đề nghị các giáp mang giáp trả lại tập ban tổ chức đi. Giã gạo là đứng ở bên trong sân ngoảnh ra ngoài để khán giả xem. Đứng ngược lại đã tất cả các giáp đi. Nào lên nhận chưa có được giã đâu. Đề nghị dừng trống, dừng trống, dừng trống. Dừng trống chưa giã gạo anh chị không được. Khi nào có tiếng trống, một là đang trống cho phép đi được về giã gạo. Nào tất cả mang thắc lên trên này. Giả lại thóc của ban tổ chức đây. Các giám giả lại thóc của ban tổ chức. Đã nghe hai cụ giám khảo ở hiện trường là lưu ý cho ạ. Cụ Thịnh và cụ Phong nghiên cứu. Ban tổ chức tưởng ai của ba quả cao bổ ra là lấy tân chủ
cân tiểu ly, các cụ cân bằng thì thôi là để cân cho đến thời buổi bây giờ. Cân nhà cao thì chúng tôi cũng xin phép phản phép là chúng ta sẽ tiến đến cái độ chính xác tới đây. Thank you.
đang kiểm tra là đi đánh trận ngày xưa là không có nữ giới, mà đi đến đâu từ các làm đến đấy được. Khi mà cần phải có lương thực để nấu ăn thì đều là tự lo ra gạo, mà chỉ có nam thôi. Thế thì các nghệ nhân của hôm nay chúng tôi là đều là nam giới, lo việc sẵn dạy thay cho các phụ nữ ở nhà. Đi ra trận là không có phụ nữ, ngày xưa là của phụ nữ là không được ra trận, ít lắm, giả trai ít lắm. Do vậy là nó có cái việc là nam phải sang sảy lấy ra gạo từ thóc để chúng ta sẽ phục vụ cho quân lương. Thế thì đây là trò ra gạo đang được biểu diễn. Hiện nay chúng tôi vẫn có các cái giám khảo đi để kiểm tra các giáp xem có lẫn lộn phụ nữ vào đây không. Chúng tôi thấy là được kiểm tra rất là chặt, sang nó không thể giấu được, nó bụi và sảy cũng vậy. Thế như vậy là các khán giả, giám khán giả cũng yên tâm. Sau đây thì vào phần kéo lực, nếu lưu ý các bạn là chúng ta sẽ kéo ra phía giữa của hai giáp. Đây thì giáp bắc kéo ở trên này, giáp bắc kéo ở trên này để phục vụ cho các đại biểu. Đó. Chưa đâu quan kể, đi chưa đâu, đây là nói thôi, chưa. Khi nào đi vòng quanh để công khai cái việc bộ kéo lửa chúng ta có được hay không. Lấy những cái giáp khẩn trương và chọn ngay được hướng kéo lửa, chuẩn bị tư thế, cách kéo như thế nào. Và sau khi quay hiệu lệnh cầm bộ kéo lửa của ban giám khảo thì chúng ta đi vòng quanh một lượt, đi sát với giám khảo, với khán giả để quý vị xem chứng kiến cần thiết là gửi xem ở trong mỗi người có thuốc riêng, thuốc súng, thuốc gì thì thuốc, bất kỳ loại gì ngoài mùi nhùi là chúng ta sẽ bỏ, không cho tán ra luôn. Nhắc lại, và bốn giáp phải lên được lửa trước thành công. Năm nay không cho vay, mỗi năm cứ để cho vay để làm thôi kịp, nhưng năm nay không cho vay, bắt buộc phải kéo ra lửa. Không là kéo ra lửa để dừng lại, không tiếp đi cái trò tiếp theo nữa. Nhưng rất là may là vừa rồi chúng ta chơi tập luyện thì hầu hết là bốn giáp đều kéo được lửa và kéo rất nhanh. Bốn giáp có trong vòng 24 giây đã được lên lửa rồi, từ kéo đến thổi bình lửa. Nghệ thuật ở đây là gì? Khi nó có bụi nhùi, nó có lên bụi nhùi có than rồi thì cái nghệ thuật thổi là làm sao đưa oxy vào để lên lửa, chứ không phải là thổi. Cái này là cái quan trọng nhất là chúng ta cần nghe và xem. Vâng, thầy xin mời bốn giáp cử người lên trên mặt tổ chức ban giám khảo để nhận đồ cá lửa. Xin mời khẩn trương. Hôm nay trải bộ cho chúng ta là nắng nhưng mà khổ cho ra cho khán giả và ban tổ chức, thì các quý vị cũng thông cảm. Thì chúng ta cùng chia sẻ nắng một chút để đón xem. Bây giờ thế này nhá. Nào mà cô giám khảo, ban giám khảo ra kiểm tra trực tiếp đi ạ. Ông thò tay xuống ở ngoài, không đi không được, đừng cứ kiểm tra hoa, cũng xem vào ngoài. Kiểm tra ngửi luôn xem có mùi gì không. Thuốc xiêm biết ngay. Khẩn trương. Ông qua cổ hoàn tiếp tục lên đây. Cô kiểm tra hay thì khẩn trương, cô kiểm tra đâu đó. Mình làm bao năm rồi kiểm tra thế. Nó là người của giáp đã lùi về sân bàn đi. Tôi có tiếng lưu lạnh là nghe đây. Tôi cũng cố giám khảo vị trí đây. Sau khi được lệnh 1, 2, 3 tiếng trống là bắt đầu nhá. Nhớ này, giáp bắc kéo ở đây để phục vụ cho toàn bộ phía này. Còn những giáp chúng ta ở giữa hai giáp, đặc biệt giáp viên là tôi đứng ngoài xa để cho khán giả xem chứ đúng. Mình đứng trên đâu, ngoảnh ra ngoài để kéo để khán giả xem. Chúng ta làm mãi xem mãi rồi, giờ cần thiệt khán giả xem để được chứng kiến cho việc lễ hội chúng ta làm đúng không, đúng không ạ? Thế bây giờ xin mời thầy Quang chuẩn bị 1, 2, 3 tiếng trống.
khán giả và tôi nói khán cổ rồi. Đi vòng khán giả kiểm tra. Đây là khán giả đây. Một câu hỏi ba tiếng trống đặt tắt xong thế nào? Một cháu nữa đánh cái đàng hoàng một đôi bay chấm chắc chắn. Bây giờ mà hết mà chứ ba tiếng trống không chịu cả luôn. Ba tiếng trống thì mới nhặt đồ và đi cho khán giả kiểm tra. Giáp Bắc thì làm việc ở trên này, còn ba giáp ở dưới này khán giả. Hả? Để khán giả xem đã. Quay mặt các ngoài. Quay mặt các ngoài cặp lửa. Đây là đây, chạy đây, kéo đây. Thank you.
lên lắm. Lắc tay đang đổ rồi. Lắc tay đang đổ. Lắc tay đi. Các bạn lắc tay của tôi cố lên. Cố lên. Đây. Lắc tay cố lên. Lắc tay cố lên. Lắm nam cố lên. Sao đây đi một bắt lạ. Kéo lửa lên nào. Rap cuối cùng đã lên, chúng ta lên lửa rồi. Nào xin mời các rap từ người ra đây để chuẩn bị bắt gà mới ra 3 người đây. Mới ra 3 người đứng chân bên cạnh tôi đây. 3 người, mới ra 3 người nhanh nhất, khỏe nhất. Gà chua lên để bắt gà. Gà ở đâu rồi, gà ở đâu, cho đi con đây, gà chua lên, khéo. Khéo đừng để rơi nhá. Chỉ có hiện tượng nhốn nháo của bao nhiêu khán giả thôi. Như thế này là rất khó làm mà chúng tôi không thể giới thiệu được đâu. Nào 3, 4, 12 người đứng trước mặt đây đi ạ. Đây ạ. 3, 4, 3 đứng đây. Ở đây là phải này cơ. Đứng xa ở đây cơ, không đứng ở gần đâu. Ở giữa sân đầu bốn con cùng ném mới là quan trọng đấy. Ném ra ngoài không được đâu. Bốn con cùng đá. Con Giáp ơi. Con Giáp nghe để chống ra nha. Nghe chống ra nha. Sau khi mà đội ba chân chống thì gà mới thả cơ. Nào. Đủ người chưa, mới ra 3 người đủ chưa? Đèn ơi, nghe tôi được chưa? Mỗi người cầm 2 con. Nào đủ mới ra 3 người chưa? Đông đâu, đông đâu? Nam đâu? Bắc đâu? 1, 2, 3 đi chống vào đâu? Xếp hàng vào, xếp hàng vào, ngang vào. Chưa, chưa, chưa. Cẩn thận, cẩn thận. Bắt chuyện nhà rồi, rồi. Hello, hello, hello.
Vâng, mà cũng xin cả quý vị khán giả của các tiểu phương để cho nên đây tốt phải làm hàng rào chắc của Paris để nhiều người xem được. Đấy, tính cấp thiết của nó như vậy là ngay bản thân ban tổ chức cũng giới hạn mức tối đa thôi ạ. Do vậy thì chúng ta các quý vị cũng thông cảm cho là cái đến cái tiết mục bắt gà này cũng như là kéo lửa thôi. Mà cấp thiết đây là khuyến khích anh nhau. Ví dụ như là các giáp là người ta bắt lừa bằng gà từ giống đi. Anh kiếm được bắt gà thịt đi tìm. Chúng tôi phải can thiệp và phải giả ngay. Nếu mà không giả là ra trừ thật thì gà đi luôn. Đấy, như vậy là hôm nay là không can thiệp thì cũng sẽ mất gà. Nhưng mà cũng hôm nay là đủ rồi ạ. Đấy là điều người ta cần phải. Trong cái sân bãi này mà chúng tôi gọi là cái sới để mà tham gia cái hội thi nấu cơm thi này thì quả thực là chúng ta thấy nó như một chiến trận, chúng ta cảm giác như một chiến trận của các cụ ngày xưa là đang tập trung để chuẩn bị chẳng đòi hỏi mọi người đều là nhanh tay nhanh mắt và nhanh chân. Thế nên do vậy là chúng ta là chúng ta rất phấn khởi là nhìn cái lễ hội nó rất là tưng bừng với ngạt thở, mặc dù là năm nay là ngoài này rộng hơn, sân là trong đình có điều kiện thuận lợi hơn, nhưng mà dù sao chăng nữa là vẫn cứ là bị là chật kích nhau. Thế thì xin các bác quý vị khán giả vui đại biểu và tất cả thân ca bà con các tập hương, chúng ta có một đêm để thưởng thức lễ hội rất là kỳ thú, cực kỳ mà nó cũng mang cái nguyên sơ của cỏ từ xưa. Do vậy là cũng có cảm thấy chúng tôi cũng dự định là sang đó bắt đầu đưa thông báo để cho chúng tôi chống dừng lại. Đúng không ạ? Hiện nay là chống cổ động mang dừng lại đã. Chống cổ động dừng lại để chúng tôi tiếp tục để phân tích để giới thiệu được các quý vị khán giả, các tập hương thông cảm cho ban tổ chức chúng tôi là cái chiến trận này là nó cũng rất là kinh khủng, bởi lẽ là cái chức cấp thiết của nó kinh quá. Thế là giới thiệu được không hết đấy ạ. Thế mong là các quý vị khán giả cũng sẽ cũng là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Đây là màn thịt gà. Chúng ta vẫn cố gắng để một cháu đang làm đang hỏi với các bạn. Vâng, ba bốn mươi thông báo bây giờ là có cháu bé tới đăng thảo bố tới đăng và ban tổ chức có thông báo được ai là phụ huynh của cháu nào thì quay về ban tổ chức để đón cháu. Ban tổ chức có thông báo một lần nữa có cháu tên là Thảo, bố tên là Thành, mẹ tên là Huyền, hiện tại cháu bị làm bố mẹ. Lại thông báo đến ai là anh Thành của chị Huyền có con tên là Thảo. Chúng ta đang theo dõi cái màn bắt gà, thịt gà đổ gà để làm lễ. Yêu cầu của đây là cánh gà phải ngang dọc và bay. Cổ gà là một vuông gấp 90 độ và chân miệng là cặp một bông hồng tươi đẹp. Các giáp lưu ý. Ba đồng chí có thông báo lễ hội giáo lửa tuổi tôn nhi của khu dân cư sẽ rất là đông, để vì các bậc phụ huynh có con em nhỏ tuổi thì chúng ta để ý đến con em của mình để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Và xin trân trọng cảm ơn. Hiện nay chúng ta đang theo dõi phần mổ gà là làm lễ nhà thánh và chuẩn bị cho việc nấu cơm. Ở đây xin được kính thưa quý vị là chúng ta đang theo dõi các nam thanh niên làm nhiệm vụ là mổ gà và chúng ta sẽ được giới thiệu từng một một. Sau khi mà có gà thì chúng tôi sẽ đánh giá từng con gà một và như thế nào. Yêu cầu là gà phải được cái nguyên màu của nó. Chúng tôi không đòi hỏi là màu vàng cả, nhưng nguyên màu của nó thật tế là luôn vừa tới, không để bị nát, không để bị rách da.
và đầu phải được ngắp một vuông góc 90 độ và ngập một bông hồng tươi đẹp để lên ban giám khảo. Và mổ yêu cầu mổ môi, cái vết mổ càng nhỏ thì càng được điểm cao. Thế thì như đó mà con lông thì thật sạch. Trong quá trình như vậy là sau khi bê lên này là sẵn khán giả cũng biết được là cái nghệ nhân của chúng tôi thì hạng như thế nào. Hiện nay thì nó giáp đang tiếp tục ở bên ngoài và chúng ta chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị sang phần nấu cơm. Xin mời các giáp lên nhận gạo về đi. Tuấn giáp cử mỗi giáp một người lên nhận gạo về đi. Các giáp cử người lên nhận gạo để về chuẩn bị cho tiếp tục nấu cơm. Để mang về đi, chấm lô để mang về đi. Chúng ta đổ nước sôi để cho vào niêu. Vo gạo thật sạch. Cho nước sôi vào tất cả các... Tại sao lưu ý là tôi nói chứ các vị chẳng nghe gì cả. Để giảm cái thời tiết nắng nóng quá cho các vị khán giả, cứ cách gần xa là chúng ta sẽ cho nước sôi vào nồi cơm. Vo gạo xong cho nước sôi vào. Này gió đây này là nấu. Này gió sẽ mất nhiệt nhiều thời gian nấu cơm sẽ rất lâu đấy. Bình thường là 20 phút thì được nêu cơm từ lúc vo gạo sấp vào đến có lửa. Từ khi có lửa đến khi cơm chín nóng lên là 20 phút. Nhưng nếu thời tiết của cái gió như này thì ta sẽ mất 5 phút nữa, khoảng 25-27 phút. Ban tổ chức là cho phép mà chúng ta được cho nước sôi vào nấu cơm. Nói đến như một số giam vẫn bảo nước sôi ở ông thôi. Ông là khẳng cổ rồi. Cho nước sôi thật sôi vào nấu cho nó nhanh đỡ. Giảm đi được 10 phút. Xong chưa nào? Đây ban tổ chức cho một hồi ba tiếng trống của Cương ơi. Một đôi ba tiếng trống nấu cơm. Các giáp chuẩn bị, các nghe một đôi ba tiếng trống nấu cơm nha. Từ giáp sát từ giáp đông. Sau đó giáp đông và trước giáp đông là phải đi nhanh. Giáp đông nhau. Giáp đông thì xuất phát nấu cơm từ trước nhé. Đi theo hướng ngược kim đồng hồ. Kim đồng hồ. Các bạn ơi, các bạn đi ra hướng cho nhau ngược kim đồng hồ nhé. Nào, ăn chơi đưa, mua gạo cho nước vừa chưa? Hôm nay là con sắp của gà. Chúng tôi lưu ý khi đùa gà nước chúng ta đổ lên một bát siêu đầy thì lên một bát dưới mà không một bát nước lạnh hạ nhiệt xuống thì gà sẽ được bịt ra không thấm ra không rách ra. Lưu ý thôi là cũng
cũng cho kinh nghiệm trước để các giá năm nay làm gà cho đẹp. Nước lăn tăn trôi và đổ nước sôi, bắt được nước lá lăn vào, nước lá để cành đổ vào để sắc của bát nước lên cạn ngay. Lăn tăn trôi kiểm tra thường xuyên, kiểm tra thường xuyên đây là hưởng được chất tàu nhỏ. Và đề nghị các bạn ơi, các chủ giám khảo hiện trường chỉnh bước của mình để kính tiếp điêu thì cái đủ nhiệt để mà sôi được. Chứ lửa nơi điêu một nơi chỉ đi đến bao giờ cho sôi nào, lửa ở đâu điêu đấy, người cần điêu điều chỉnh cho lửa bắn là nuôi. Nếu một nơi lửa nẻo là không sôi được đâu. Đi nhanh lên, chống nhặt tôm đi chạm à. Đi nhanh lên, chúng ta mới nhảy hình tượng được là vừa đi vừa nấu bụng, vừa chuẩn bị con cua lại vừa có cơm để cho quân luôn chúng ta được ăn cơm, ăn no đánh thắng giặc. Thì cái việc nấu cơm vừa đi vừa nấu thế này cũng cực kỳ sơ chiến trận, cũng hợp lý thôi. Bắt buộc phải vừa chạy đuổi theo con cua theo quân. Cái đi thế này gọi là kiều bò rồi đấy, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi giời ơi, cả mang cả đĩa ra thế này kìa. Cổ động mạnh quá thế này thì sao? À, cẩn trương cẩn trương, đây đây cái giáp cẩn trương. Cơm có ngon có dở, mới có sức để đánh giặc được. Đây là đề nghị các giáp chúng ta là đừng lùi thời gian nhanh, mà người chúng ta cần nhanh để tập trung lửa được mà không lùi được cơm. Đây thì cần trương, đây là phải theo sắp lan đi. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài, vòng rộng ra, cháu đi vòng rộng ra. Đi ông đây, vòng rộng ra. Đấy. Tôi đứng ở xa khách chẳng mấy biết đã đến mức nắng của một con lửa rồi. Chúng ta cố gắng. Chúng ta cố gắng. Và vẫn lúc sau lửa tròn được, ngọn lửa nó màu tim xe. Đi nhanh, chúng cháy áo kẹt, cẩn thận lên. Ôi, 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 nhanh, nhanh. Các bạn ơi, tôm đi nhanh lên. Có một nhanh để chúng ta tiếp theo. Nam đang đuổi cho đông đây. Cô hòa thân của thịnh, các cô lưu ý cái giáp đi chậm ở đây, cái đông đốc. Thế này thì chúng tôi là cái, các giáp đang đi, vừa đi vừa đấu. Ở đây thì
nhiều giáp đi chậm quá. Đây giáp nào đó số lần gì đây? Không được đó là gì đâu. Ghế vừa đi vừa ghế. Vừa đi vừa ghế cơm không được đặt xuống đâu. Ăn điểm trừ nặng đấy. Nào đi nhanh về không được hạ xuống. Cầm ở ngoài được nhưng mà không được hạ xuống. Đi nhanh đi nhanh đi nhanh. Đi nhanh lên. Vừa đi vừa nấu vừa nấu cơm vừa nấu vừa tắm cơm vừa nằm vừa đi không ai được dừng lại cái gì cả. Khi có nấm cơm lên nhộp ở trên ban giám khảo thì hết đi. Bao giờ giám khảo chấp nhận là cơm được thì mình dừng đi dừng nữa. Đi nhanh giáp tay đi nhanh nào chặt tiếp theo của chân. Vừa đi vừa nấu vừa đi vừa nấu vừa đi vừa nào ba vừa đi vừa khê. Vừa đi vừa ghế, vừa đi vừa ghế, để tránh khê, vừa đi vừa ghế. Đi lên. Ở bên cạnh tôi là có những tiếng la hét, những tiếng mắng mỏ nhau. Cũng khá là được bức xúc. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm là chúng ta làm được việc này là để cho mọi người được xem, những người khán giả là chủ yếu. Chúng ta vừa đi vừa đấu tuyến với thành lễ hỏi chúng ta để nhập một chỗ đấu rồi thôi khỏi ra tổ chức lễ hỏi gì kia nhà nó cơm có rẻ không được. Đi nhanh ra đi nhanh bắt chân đây đi à, có những giáp cũng đi chậm phục vụ cho các phóng viên của Đâu Anh Lưu và phóng viên của thành phố Hà Nội đang quay cho nên con giáp nó phải đi chậm lại. Các giáp thông cảm nhưng tôi không tỉ nặng cái giáp vào con phim nữa. Thế là nhanh lên. Bây giờ vòng tròn nó thành vòng béo rồi. Cái giáp nam với giáp nào đây? Cho biết là dưới sân để lưu đi. Giáp nam ơi. Giáp nam để đâu đây chả đâu đưa đây để biết đâu đường đi. Lửa nóng quá đẹp ra đây. Nóng quá đi kia làm sao đi được. Đấy giờ ta đi treo được rồi. Đây là cái bếp để dưới sân. Đi nhanh. Đi lên đi lên. Đi lên đi lên. Gặp trước. Vừa đi vừa nấu, vừa đi vừa ghế, vừa đi vừa đắm. Không ai đứng lại làm gì cả. Các cụ giám khảo hiện trường lên. Bên lúc gặp trước lên. Chưa đâu, tôi vẫn tính gửi đang gửi đến bộ cơm. Chưa khét đâu mà sợ đi đi. Để xa còn lửa ra. Cái điều này là cần được gọi để xa còn lửa ra. Không dừng lại. Vừa đi vừa ghế. Ai cho dừng lại đâu. Đây. Đứng ra rồi rồi. Sao đứng lại được kia hả? Các cụ giám khảo hiện trường đi. Giám nam đi đi gần chơi lên. Để chơi dừng lại đi. Ra lên đừng dừng lại. Đi đi. Dừng lại. Tên đạt được chứ không. Để xuống để dừng lại. Để nghỉ với lao. Để tôi ở nhà đấu chơi luôn. Cả mấy giám khảo đi gần mệt. Ok lắm, thời tiết nắng thì là sắc rát mặt, chúng ta cố gắng. Và chơi gần chưa, gần chưa. Đã sao dừng lại thế? Đi đi. Anh đi sắp đông đường chưa đây. Vâng.
đi về ghế, cứ đi đi. Cứ chồng bông về ghế, đi đi đi. Thật chân, thật chân, cứ nhanh, thật chân, đấy. Cứ đi ngay, đây, 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 đây. Nhanh, 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 nhanh. Thì ra chúng ta cũng thấy thú vị, rất là thú vị. Một nhìn những nam thanh niên ở trong chắc của mình được dân cơm là ghế cơm thì thấy là vừa đi vừa ghê thì như một ghế cơm vẫn phải đi, như vậy nó mới là lễ hội. Chúng tôi theo dõi là hiện nay là có những giáp và măng gà. Chúng ta đừng vì thời gian đề nghị chúng ta trong ngôi nhà đẹp cũng cần thời gian được sớm. Đây chắc cũng bình tĩnh, tôi nói là cánh gà chưa bay đâu, tôi nhìn tôi biết chưa. Chúng ta không cần phải vội. Qua kia tôi chỉ còn là cánh vuông gấp. Vuông gấp 90 độ. Đừng để có gà mẹ nó không được đâu. Giám khảo lưu ý, chúng ta cần cái gà đẹp để làm lễ nhà thánh. Chúng ta dập chốt chương trình này ra. Chúng ta cầu thủ Nguyễn Đông Anh ngày 30 tháng 12 năm 2022. Chúng tôi cảm thấy nhiều con gà đẹp lắm. Hôm nay gà bỏ gấp xe mặt. Đây vị chúng ta lưu ý, dân lễ thánh chỉ có bắt cơm nắm và gà thôi, chúng ta chăm chút vào cơm dẻo gà đẹp nhưng cứ rồi tôi vẫn đang lại chúng ta cần cơm gà đẹp chứ không cần nhanh lên đi để không ở trên ra làm gì đâu. Đang làm còn vào ra dập bắc dập đông dập nam. Cả bình tĩnh thôi, bình tĩnh nhẹ nhàng thôi, mà không thì ra ngoài bớt đi. Chỉ đạo viên nóng tính qua không được đâu. Chúng ta tiếp tục đi đi. Lễ mới đi, cần tại sao phải để lại thế nào? Các cô dám chưa không? Được nhắc đi. Vừa đi vừa nắm cơ mà. Các bạn trong cơ thể chống hiện nay là một số khán giả đã mang chống và lâm tiền nguy cả dễ cơ đánh chống được cầu thủ mở đầu người rất là vô nguy hiểm. Nhắc câu lạc bộ chống của các ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhắc là có một số công dân Việt Nam ra để đánh cái chống lên chúng mình là không được đâu. Đi vào bên trên này mà đi tắt à? Tại sao lại dúng dẻo vào trên này? Mà cầm cờ này đi cho đặt tàu một xung quanh nào? Cứ nghỉ giữa chân của ta. Đây rồi, các cô cầm cờ lệnh để dẫn cả một đoàn đi nấu cơm. Chúng ta phải đi nhanh và không dừng lại. Người ta đang đi đẹp với một trang đỗ giữa sân để điều chỉnh cái trang. Đi đây. Cả chân lên. Vừa đi vừa ghế. Thank you.
pháp đến để chúng ta dẫn đến nhà thánh. Chúng ta không bỏ gì cả. Đã để cho các bạn nhận nhạc này thì sớm hơn cùng ngày chúng ta cố gắng chăm chút cái phương nhà để cho đẹp vào. Chặt tay vào. Một người giữ giá, hai người giữ giá thì cho nắm chặt tay vào, hai cái tay nắm vào. Nắm chặt tay vào, xe tròn nó mà nắm chặt tay vào.
và tiến hành là chúng ta về đình để làm lễ bốn giáp bốn người. Nếu thua chỉ kém nửa điểm, tốt quá đâu không có gì cả. Tôi thấy là hôm nay là gương mặt mọi người đều tươi tắn lắm, vẫn gọi lắm, không có vấn đề gì đâu. Thứ nhất là khán giả xem rất là thoải mái. Chúng ta đang là nghe tiếng trống của nghệ sĩ Châu Thanh, là người con của quê hương Đức Quy chúng ta. Cứ có nhà có việc là nghệ sĩ lại về, cả gia đình về chia vui với hoạt động của Đức Quy. Hôm nay là anh có chia vui từ đầu đến giờ. Tối hôm qua anh biểu diễn cái tiết mục ca cổ thì có rất tuyệt vời. Trong nhóm các nghệ sĩ có hơi dài. Vâng. Anh vẫn còn đang trẻ sinh sức lắm. Mong anh tiếp tục cùng khỏe mạnh và hàng năm cứ về Đức Quy để cùng vui chơi vui với lại cán bộ và nhân Đức Quy, quý khách thập phương. Vâng. Băng giáp xếp thành 4 hàng đi. Đây ạ, đây là trung tâm là 4 hàng ơi. Qua đây đi. Hàng của ai kia? Bắt được trước đây kia cho chỗ. Đông, qua đây đi. Chúng ta lùi ra đi ạ. Lùi xuống. Bây giờ phương ba giám khảo chúng ta lùi ra đi ạ. Lùi xuống. Các cụ giám khảo chuẩn bị nhá. Đề mời cụ Phong, cụ Thịnh là hai giám khảo hiện trường và năm cụ giám khảo tại chỗ. Chúng ta khẩn trương để ra cái thống nhất thứ bậc của giải nhất, nhì, ba, tư, không có đồng giải ba. Đây không phải cuộc thi thăng bậc mà đây là thi tài giỏi. Thì chúng tôi không có giải đồng giải ba, có giải tư và giải ba. Và bác giáp sang bên tay trái của mình 1 mét đi. Bác giáp sang bên trái 1 mét đi. Tôi giữa đấy mà. Tôi khe của hai giáp. Nào ơi, đồng giám khảo chúng ta đứng ở giữa. Còn hai giáp đứng hai bên. Giáp bắc về phía trái một bên nữa. Giáp nam dây một tí để sửa lấy cho giám khảo. Ra nữa đi. Này kiểu tốt không? Sửa giám khảo. Đến xa xa được tí. Xin lên hội đồng giám khảo chúng ta khẩn trương trở lại phía giữa để chúng ta sẽ công bố kết quả. Chúng tôi đang mời cụ Phong là giám khảo hiện trường. Xin mời cô trở lại với ban tổ chức để chúng ta làm nhiệm vụ trao giải. Cụ Ngọc với cụ Liễu đổi cờ đi. Cụ Ngọc với cụ Liễu đổi cờ đi. Cờ như thế là không đúng đâu. Đổi cờ cho nhau đi. Bắc cái người đầu tiên nhá. Thank you.
đồng với cả Giáp B đứng sang bên phải của mình. Rồi ạ. Bốn giáp trưởng và bốn giáp phó lên nhận gà và cơm. Bốn giáp trưởng của các giáp. Giáp trưởng nhận gà, giáp phó nhận cơm. Ra hàng để trao giải. À, hôm nay là sẽ mời một tất cả mọi một thanh nữ lên nhận giải của mình. Ưu tiên. À, ban tổ chức xin thông báo là có ông bà nào mất rơi cái chùm chìa khóa xe máy thì gặp chỗ bạn tơ gấp lam để nhận. Bên quay phát sẽ được đẹp hơn và bên chụp hình đẹp hơn thì đề nghị chỗ khán giả ở cái khu vực ban giám khảo chúng ta lùi ra ngoài đường bay ạ. Xin mời các đồng chí đoàn viên thanh niên chúng ta lên đây chúng ta hỗ trợ ban tổ chức ạ. Mời chị. Ban tổ chức chúng tôi đề nghị cái chỗ. Bây giờ là cứ chen nhau đứng tại chỗ để nghe này. Giám đốc đâu? Giám đốc đâu? Đây đâu? Tỏ thế. Giám bác đâu? Vâng, chúng tôi cũng được lời căn dặn lại của ban tổ chức là đề nghị MC là cũng thông báo. Thì trước khi thông báo thì cũng trao đổi tên đôi. Hai bạn như chim hót thì chả nghe được đâu. Các bạn là giáp viên nghe, chúng ta nghe cho nó phấn khởi. Phải nói rằng là đầu tiên là cũng thay mặt cho ban tổ chức được cầm micro để làm công tác là trao thưởng. Xin được chân thành cảm ơn các giáp đã tham gia một cái lễ hội có thể nói là chu viên và rất là thành công. Trước khi mà trao giải như vậy, và tất nhiên cuộc thi nào cũng phải có cái thứ bậc, dù là kém một điểm hay nửa điểm là cũng là sẽ là ít hơn. Thế thì điểm như thế nào chúng tôi cũng mong là các giáp chúng ta vui vẻ. Cũng xin rất cảm ơn cụ Nguyễn Bá Ngọc Thịnh, 98 tuổi, là giai tế của làng. Hôm nay về là ngồi xem ở giáp bác kia và trong trắng đến giờ này là có gửi 500.000 đồng. Cụ nói rất rõ là mừng
mừng cho lễ hội của quê nhà của các giáp, mừng cả bốn giáp là 500.000 đồng. Một lần nữa thay mặt cho lễ hội kính chúc cụ và gia đình sang năm mới có nhiều sức khỏe mới, dồi dào gia đình luôn có đầy ắp những niềm vui của các chắc các chút. Đối với hai cụ, hiện nay hai cụ vẫn đang tàn sống và hiện nay hai cụ đã về dự lễ hội. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho cụ cao tuổi ở trong lần này. Vâng, mà không thể chờ lâu, chúng ta thông báo giáp Tây chưa, giáp Đông, giáp Nam, giáp Bắc thông báo điểm từ thấp đến cao. Một, giáp Bắc quên, giáp Đông quên, giáp Đông 64 điểm, đạt giải tư. Giáp Nam à quên, giáp Bắc 65 điểm, 3. Giáp Nam 67 điểm, ra giải nhì. Giáp Tây ơi, giải nhất 69 điểm. Niềm vui nhân 3 nhân 4, giáp nào tôi thấy mặt mũi cũng phấn khởi, rạng ngời khí thế. Và sau đây đến phần trao giải. Trao giải tư, chúng tôi xin trân trọng kính mời các cụ quan anh ở Bắc Cầu lên trao giải tư cho các giáp, xin mời ạ. Trung luôn. Vâng, xin thành cảm ơn đồng chí của thi đấu và các giáp của giáp Tây giải nhì, sau đây giáp Nam giải nhì, và sau đây là mời giáp Tây được giải nhất lên lần giải. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Áp, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lục Huy lên trao giải nhất cho giáp Tây. Cử một năm nữa lên để đại diện cho Tây, quá đẹp luôn. Vâng, xin chân thành cảm ơn đồng chí Ngô Văn Áp, cảm ơn giáp Tây hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vâng, ban tổ chức tôi xin thông báo chương trình lễ hội kéo lửa thổi cương thi của thôn Đông Quy đến đây đã kết thúc. Ban tổ chức chúng tôi thông báo đến toàn thể các quý khách thập phương và bà con nhân dân vào lúc 14 giờ.